Xin chào mọi người ạ. Mọi người ơi, trong lúc chúng ta chuẩn bị bắt đầu thì mọi người có thể kết nối với ba chấm bằng cách quẹt cái mã QR trên kia cho em PR một chút. Rồi, cảm ơn anh Sơn. Chị Thủy có thể nghe podcast trước khi mà mình bắt đầu talk ngày hôm nay, thay vì mình nghe nhạc mình nghe podcast mỗi ngày. Vâng, thì chắc mình sẽ bắt đầu từ phần đầu tiên luôn. Phần đầu tiên thì mình sẽ tìm hiểu sơ lược về podcast để xem podcast nó là gì và nó hoạt động như thế nào. Mọi người có nhìn thấy cái slide mà em share trên màn hình không ạ? Ok, mọi người nhìn thấy chưa? Vâng. Thì podcast nó là những cái tệp âm thanh kỹ thuật số có sẵn trên Internet và người dùng thì hoàn toàn có thể nghe và tải về trên nhiều thiết bị khác nhau. Và đây là một cái dạng gọi là những cái file tổng hợp những cái file âm thanh dưới dạng MP3 hoặc là MP4 và nó được phân phối đến các ứng dụng nghe podcast qua RSS. Là gọi dịch tiếng Việt nó là nguồn cấp dữ liệu đơn giản. Và podcast thì như mọi người cũng biết là một từ ghép được hợp bởi từ iPod và từ broadcast. Và cái thuật ngữ podcasting thì lần đầu tiên được đề xuất bởi một nhà báo trên tờ The Guardian và BBC vào đầu tháng 2 năm 2004. Trong lúc mà ở đây Việt sắp ra thì nó là nhồi nhét thêm vào một bài viết cho tờ The Guardian. Nhưng mà theo chúng ta hiểu thì đó là họ đưa, tức là cái nhà báo này muốn đưa nhiều thông tin vào trong một bài viết trên tờ báo đó, nhưng mà vì quá nhiều cho nên là ông ấy nghĩ ra cái phương pháp đó là sử dụng voice, là podcast, để truyền tải thông tin qua giọng nói cho những người thính giả lắng nghe. Thì nó cũng đỡ phức tạp hơn là việc mà xây dựng một cái video. Và thuật ngữ podcast thì đã được ứng dụng ngay trước cả khi mà Apple chính thức bổ sung và hỗ trợ thêm podcast cho iPod hay là phần mềm iTunes của cái hãng này. Có nghĩa là gần như là Apple là cái, nó là một cái nền tảng, một cái nền tảng xây dựng lưu trữ những cái tệp âm thanh podcast cho người dùng trên toàn cầu trước cả Google và Spotify bây giờ. Và như mọi người có thể thấy trên cái sơ đồ này thì đây là cái gọi là cái sơ đồ hoạt động cơ bản của podcast. Thì đầu tiên là chúng ta là những podcaster sẽ tạo ra một tệp âm thanh và sau đó chúng ta sẽ tải cái file âm thanh này lên dịch vụ lưu trữ, lên podcast hosting. Thì cái podcast hosting này một chút nữa mình sẽ tìm hiểu sau kỹ hơn ở phần sau. Và sau khi mà tải lên podcast hosting rồi thì cái podcast hosting này nó sẽ tạo ra cho mỗi người riêng một cái nguồn cấp dữ liệu gọi là RSS feed. Và từ cái RSS feed này sẽ được phân phối đến các ứng dụng nghe podcast như chúng ta thấy hiện nay là Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hay là Castbox, bất kỳ nền tảng nào mà có cái mà hỗ trợ để lưu trữ nền tảng podcast này. Có vẻ như mạng nó hơi có vấn đề mọi người ạ. Thấy cái slide nó không được share lên cho mọi người nhìn thấy sao ấy. Mọi người có nhìn thấy cái slide của em share không? Hình như là không nhìn thấy đúng không? Vâng, em cũng không hiểu sao nó lại bị nháy liên tục. Để em share lại cho mọi người. Ok ạ, có vẻ như là được rồi đấy ạ.
Vâng, thì có rất nhiều câu hỏi được đặt ra là podcast và radio khác nhau như thế nào. Thì cái quá trình mà em làm podcaster, em làm podcast cùng những người mà có thể nói là có kinh nghiệm lâu năm khi mà làm podcast, thì họ đều có một cái nhận định chung, đó là khi mà họ bắt đầu làm podcast và họ mô tả lại cái nền tảng podcast này cho những người mới để hiểu nó là cái gì, thì họ đều phải dùng một cái câu, một cái từ là nó giống như là nghe radio của ngày xưa ý. Thì đúng là podcast và radio thì nếu như mà nhìn qua bề ngoài thì nó sẽ không có cái gì gọi là quá là khác biệt. Thế nhưng mà về bản chất thì nó vẫn là có sự khác nhau. Đầu tiên đó là ở podcast thì nó mang một cái tính lâu bền dài hạn hơn và tập trung vào những chủ đề ngách và chủ đề cố định. Còn ở phần radio thì nó sẽ mang tính thời sự và cập nhật những cái xu hướng chung. Và podcast thì có thể phát sóng ở mọi lúc, mọi nơi và đặc biệt là có thể tải về và không bị phụ thuộc vào một bên thứ ba. Và chỉ cần chúng ta có kết nối internet thôi là đã có thể nghe podcast rồi. Còn radio thì ngược lại, nó lại được phát sóng trên một khung thời gian nhất định do nhà đài cho phép. Và cái chất lượng âm thanh của podcast thì nó cũng tốt hơn so với radio do là mình đã qua được cái khâu hậu kỳ, khâu kiểm duyệt rồi. Còn radio là kiểu mình, tức là họ thu trực tiếp và nghe trực tiếp luôn. Thì cái khả năng nghe lại của radio nó cũng sẽ bị hạn chế hơn, do là mình nếu như mà không nghe ngay cái lúc đấy thì sẽ kiểu như là rất là khó để tìm lại một cái khung giờ khác để họ phát sóng lại ạ. Đó. Và cái podcast thì nó có cái vibe đa dạng hơn, có những cái chủ đề nó đa dạng hơn. Còn ở radio thì cái này do cá nhân cảm nhận thôi, đó là nó tức là nó cũng đa dạng về cái chủ đề nhưng mà cái vibe nó bị bó buộc bởi tính chất của radio, tức là có những kênh radio nó chỉ cho phép mình nói về chủ đề này, có những kênh radio thì lại không được phép, hoặc là kiểu nó không tập trung, không follow, không chú trọng vào cái chủ đề đó. Và một cái nữa mà em muốn nhấn mạnh, cái này là do bản thân em đúc rút ra cái sự khác biệt giữa podcast và radio, đó là podcast thì có cái khả năng gọi là, tức là cái kiến thức của nó gần như là không bao giờ bị lỗi thời, có nghĩa là kiến thức của nó là kiến thức kiểu kiến thức chung ấy. Còn radio thì nó sẽ thiên về cái hướng thời sự nhiều hơn. Tất nhiên là tức là cái kiến thức đó, cái những cái gì mà họ nói ra thì nó vẫn đúng thôi, nhưng mà nó mang tính chất thời sự hơn. Còn podcast thì những cái gì mà mình chia sẻ thì mình vẫn có thể nghe lại bất kỳ lúc nào mà vẫn cảm thấy nó rất là phù hợp. Hôm nay cái xe đi gặp hơi nhiều sự cố về cái việc xem màn hình này. Mọi người chờ một chút để em xe lại. Em gửi slide cho anh Sơn qua đâu được ạ?
Đây, em sẽ nốt lần này mà không được thì em sẽ gửi cho anh Sơn nhờ anh xe hộ em. Vâng. Thì ở đây chúng ta có phần thứ hai đó là về podcast hosting. Đây là một cái tức là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta làm podcast. Thì khái niệm về podcast hosting nó là những cái máy chủ lưu trữ tệp âm thanh và kết nối chúng với những ứng dụng nghe podcast thông qua RSS feed. Thì cái podcast hosting này nó có nhiệm vụ là nó lưu trữ cho mình những cái tệp âm thanh và nó tạo ra cái nguồn cấp dữ liệu RSS để gửi cái file âm thanh này đến các ứng dụng nghe podcast. Ở đó thì mọi người có thể nghe và đăng ký cái podcast của mọi người. Thì ở đây chúng ta có thể thấy một số những cái hosting nổi phổ biến như là Buzzsprout hay là Podbean hay là Libsyn, và một cái mà podcast của em đang dùng đấy là Anchor. Thì về ba cái hosting này thì cái Anchor là một cái hosting miễn phí, còn ba cái còn lại là chúng ta phải trả phí. Tuy nhiên thì nếu như mà mọi người dùng cái Buzzsprout ấy, mà có cái biểu tượng là cái hình chiếc mic và có cái lá hai bên ấy, thì nó sẽ có nhiều những cái công cụ hơn về cả hậu kỳ và cả phân tích dữ liệu cho mọi người, và hình như là nó cũng có cả khả năng kiếm tiền tốt hơn nữa. Còn cái Anchor thì nó bây giờ nó được tích hợp vào Spotify rồi, và em theo như cảm nhận thì cái những cái chỉ số phân tích thống kê về cái lượng thính giả, lượng nghe của Anchor nó không được tốt, nó vẫn còn kiểu khá là đơn giản hơn so với cái Buzzsprout kia. Và Anchor thì nó cũng hỗ trợ cho mình cái việc mà tìm tìm nguồn nhạc cũng như là hậu kỳ, nhưng mà tất nhiên là nó vẫn ở mức một cách rất là đơn sơ thôi. Còn về Podbean và Libsyn thì em chưa sử dụng bao giờ, cho nên là cũng không có nhiều thứ để recommend cho mọi người để hiểu hơn về hai cái này. Rồi, chắc em sẽ gửi nhờ anh Thái sẽ giúp em, anh Sơn sẽ giúp em cái slide. Anh Thái, em vừa gửi cho anh cái slide ấy, anh sẽ giúp em với. Tại vì là cái phần mà mình chia sẻ ở đây thì cũng rất là cần đến cái hình ảnh để mọi người có thể hình dung trực quan hơn, cho nên là nếu như không có cái hình ảnh mà nói mồm không thì nó không ổn lắm. Anh Thái có tải được xuống không ạ? À, anh Sơn có thể được xuống xuống không ạ? Ok, đây rồi. À, anh kéo xuống cho em cái phần sơ đồ. Đây, dưới đúng không ạ? Cái cách hoạt động của podcast hosting. Vâng, thì đây là cái cách hoạt động của podcast hosting. Thì bước 1 chúng ta sẽ đăng ký dịch vụ podcast hosting trên 3 trên 4 cái nền tảng mà em vừa chia sẻ trên, thì mọi người có thể gõ trên Google thì cũng sẽ ra để mọi người tự đăng ký. Bước thứ hai thì chúng ta sẽ tạo kênh và thiết lập thông tin trên podcast hosting, có nghĩa là những cái thông tin cơ bản của chính bản thân mình và cho kênh podcast nữa. Bước thứ ba là chúng ta tải tệp âm thanh lên podcast hosting, và cái podcast hosting này sẽ xử lý các file âm thanh, sau đó tạo
ra cái RSS để chúng ta có thể dùng cái RSS này, chúng ta có thể đưa nó đi khắp mọi nơi trên trên internet, ví dụ như trên trong website, trong trong use trong website đó. Và bước 4 đó là gửi cái podcast hosting này sẽ gửi cái RSS đến app nghe podcast và kênh của bạn sẽ xuất hiện trên cái ứng dụng nghe podcast. Thì theo kinh nghiệm của em cách đây mà 1 năm khi mà làm podcast, thì cái lần đầu tiên em post cái RSS này, tức là gửi cái file âm thanh này lên những cái nền tảng trên Anchor, thì cái Anchor vì là nó được Spotify mua lại và nó tích hợp với Spotify cho nên là gần như là nó sẽ lên luôn. Còn cái Apple và Google Podcast thì mọi người sẽ phải kiểu như là đợi một khoảng thời gian để họ kiểm duyệt nội dung trước khi mà chúng ta có thể có được cái tập chính thức ở trên đó. Thì nhiều người nói là Apple sẽ lên lâu hơn Google, nhưng mà cá nhân em thấy là Google lên chậm hơn Apple tận mấy ngày đấy. Thì mọi người không cần, nếu như mà mọi người mà định tải về hay định làm podcast mà tải lên thì không cần quá lo lắng khi mà nó chưa lên ngay, tại vì cũng phải mất một khoảng thời gian. Trước đó thì còn nó còn mất lâu hơn cơ, trước đó thì mất tận 2 tuần. Đấy, nhưng mà lượt em gửi thì mất tầm đâu đó 3 đến 5 ngày thôi. Ok, chúng ta sẽ cùng sang phần tiếp theo là về RSS. Vâng, anh Sơn lan xuống cho em cái phần dưới vậy. Thì cái RSS này nó được phát triển bởi Netscape vào cuối những năm 90 và được ứng dụng rất là nhiều trong cái website tin tức và cả podcast nữa. Thì đại loại là cái RSS này nó có nhiệm vụ là đưa một tệp âm thanh từ máy chủ lưu trữ, tức là podcast hosting, đến các ứng dụng phát hành podcast như Spotify, Apple, Google Podcast. Thì đây chính là những ứng dụng mà mọi người có thể tìm và nghe podcast của mình đó. Đó, và cái vai trò của cái RSS này thì nó chuyển nội dung từ máy chủ lưu trữ sang ứng dụng phát hành podcast. Đấy, thì cái nội dung ở đây nó có thể không chỉ giới hạn trong tệp âm thanh nhé, tức là tệp âm thanh nó chỉ là trong cái khuôn khổ podcast thôi, mà nó có thể là bài viết hoặc là các trang tin tức. Và khi mà các bạn tải podcast hosting lên, tải podcast lên podcast hosting, thì dịch vụ thì nó sẽ tự động tạo RSS dưới dạng một cái URL, tức là một cái link và bạn và mọi người có thể gửi cái link này đến các ứng dụng nghe podcast. Thì đó là như anh vừa nói, ai mà có những cái website riêng thì có thể gắn cái link URL này lên trên cái website, thì nó sẽ tạo ra cho mọi người một cái, tức là nghe podcast được trên website luôn đấy. Đó. Và mọi người chỉ cần sử dụng cái podcast hosting để lưu trữ các tập podcast thôi, và dịch vụ này nó sẽ tự động tạo và phân phối cái RSS này đến các thư mục và ứng dụng nghe podcast cho mọi người. Đấy, còn nói chung là nó cũng không có gì phức tạp và đơn giản cả, phức tạp cả. Nói ra thì nghe có vẻ là phức tạp thôi, nhưng mà thực sự lúc mà mọi người thao tác ấy, thì nó rất là đơn giản thôi. Đây nó chỉ là những cái lý thuyết khá là khô khan ấy, cho nên là mọi người cũng dần dần rồi sẽ quen. Vâng, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang slide thứ 2 là những cái định dạng của podcast. Thì chúng ta có đến tận 8 định dạng dành cho podcast. Thì đầu tiên là về solo podcast, tức là podcast độc thoại. Thì đây là cái định dạng phổ biến nhất đối với những người dùng, những người làm podcast tại Việt Nam. Có nghĩa là chúng ta sẽ tự nói một mình và tự làm, tức là tự nói một mình, tự nghe một mình. Và cái đặc điểm của cái podcast độc thoại này đó là chúng ta sẽ không bị bó buộc bởi một người nào đó khác, mà mọi thứ nó đều do bản thân mình tự chủ động. Và cái việc mà chúng ta xây dựng nội dung trên nền tảng podcast này nó cũng sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng mà nó có một cái điểm mà theo em thấy nó hơi hạn chế, đấy là cái podcast độc thoại này nếu như mà làm nhiều mà cái nội dung của mình nó không thực sự hay, không thực sự là chất lượng, thì đôi khi là nó sẽ tạo ra cái cảm giác hơi bị nhàm chán một chút. Đó là lý do vì sao chúng ta luôn luôn phải thay đổi những cái concept mới, những cái format mới, những kịch bản mới trong cái tập của chúng ta. Thậm chí là trong từng tập chúng ta cũng cần phải thay đổi, tức là về cái tư duy làm một tập podcast nó cũng cần phải khác đi. Thì cái phần này anh sẽ nói rõ hơn ở phần sau. Định dạng số 2 là interview podcast. Thì đây là podcast phỏng vấn. Thì như mọi người cũng đã thấy, đây là một cái định dạng cũng rất là phổ biến thôi. Có nghĩa là chúng ta sẽ phỏng vấn một người khác. Người này có thể là bất kỳ ai, có thể là bạn của chúng ta, có thể là người một khách mời nào đó có chuyên môn đến để phỏng vấn. Thì đặc điểm của cái podcast phỏng vấn này rất là hay, một cái đấy là chúng ta, cái người host không nhất thiết phải có kiến thức về cái chủ đề đó, mà chúng ta
mà họ có thể mượn cái câu chuyện, mượn cái kiến thức của khách mời để xây dựng kịch bản. Nhưng mà tất nhiên là không không nhất thiết là phải có kiến thức, nhưng mà ít ra cũng phải có những cái phần cơ bản đấy, có không cần quá sâu để cái buổi phỏng vấn nó diễn ra nó không bị kiểu bị chênh quá là nhiều. Và tiếp theo chúng ta có một cái định dạng nữa là co-host podcast, có nghĩa là podcast đồng tổ chức. Thì đây là một thể loại podcast cũng không phải là lạ ở Việt Nam, đó là có hai người host sẽ cùng trao đổi podcast, cùng 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 trao đổi một một chủ đề trên một tập podcast. Và một cái điểm mà cá nhân em thấy khá là khó đó là hai người host này phải có sự tương đồng và phải kiểu rất là hiểu nhau ấy, thì cái podcast này nó mới thu hút được cái nội dung và người nghe. Còn nếu không thì nó sẽ bị gượng và kiểu nó hơi bị kiểu bị diễn quá ấy. Thì đây là một cái mà mọi người cần lưu ý. Tiếp theo là panel podcast, thì đây là podcast bàn tròn. Thì đại loại đây là một cái podcast nó cũng gần giống với cái interview podcast, nhưng mà chỉ có cái đấy là chỉ nó chỉ có cái đấy là cái podcast này nó tức là cái người host sẽ phải kiểm soát được những khách mời để họ nói theo một cái khuôn ấy, tức là một cái lộ trình ấy, tránh là ví dụ mà có 5 người, có 10 người mà người nói người không, hoặc là người ta kiểu lại bàn tán sang những chủ đề khác mà người ta không tập trung vào podcast. Thì đây cá nhân em cho rằng nó là một cái định dạng mà không hề đơn giản để làm một chút nào, và người host phải có cái năng lực kiểm soát rất là mạnh. Thứ tư là podcast kể chuyện. Kể chuyện thì thật ra là nó có cả non fiction và có cả fiction. Thì đại loại đây là một cái podcast mà nó có nghĩa là cái người host sẽ kể lại một câu chuyện nào đó có thật hoặc là không có thật. Thì ở Việt Nam cũng đã xuất hiện những cái podcast như này rồi, và ở trên thế giới thì cái podcast này cũng là một trong những cái podcast khá là phổ biến, và nói chung là nó cũng được rất nhiều người người nghe và ủng hộ. Thì một số ví dụ về cái podcast này một chút nữa em sẽ chia sẻ ở phần dưới, nó khá là hay, nếu như mọi người muốn thích thì có thể nghe, nó giống như kiểu mọi người đang nghe một câu chuyện thôi. Một dạng podcast thứ năm là một dạng podcast khá là đặc biệt mà em cũng muốn giới thiệu cho mọi người, đấy là podcast truyền thanh. Thì đây là một thể loại podcast cũng còn tương đối mới ở Việt Nam, đó là cái podcast này kiểu tức là cái sản phẩm khi mà họ sản xuất ra thì nó sẽ giống như là cái định dạng audio, định âm thanh khi mà mọi người xem phim, nhưng mà không phải là kiểu tách tách hình và tiếng ra đâu, mà họ sẽ làm nó giống như một bộ phim, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu và nghe thông qua giác quan là nghe. Và cá nhân thì em không biết phải mô tả như thế nào về cái sự hấp dẫn của nó ấy. Thì nếu như mà mọi người có điều kiện, mọi người có thể nghe thử. Nó giống như là mọi người đang xem một bộ phim, nhưng mà mọi người chỉ không nhìn thấy hình thôi. Thì đây là một cái podcast mà cá nhân em hồi xưa em khá là kỳ thị về cái podcast này, bảo em bảo quái tại sao làm ra một cái podcast mà nó lại phân biệt mà lại phải kiểu giống như là đi xem phim, cái thà mình xem phim mà đúng còn tốt hơn, tại vì mình nhìn được cả hình. Nhưng mà hóa ra là không phải, sau khi mà tìm hiểu kỹ hơn thì em thấy đây là một định dạng mà cái người lại host phải có một cái tư duy làm kịch bản cực kỳ xuất sắc, cái người edit âm thanh phải cực kỳ giỏi thì họ mới có thể làm ra được một cái tập như này, và làm ra được một cái tập podcast truyền thanh như này. Nó không phải là một 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 cái tức là cái thời gian làm podcast truyền thanh nó không hề ngắn một chút nào cả, nó đòi hỏi phải làm rất là lâu và đôi khi kéo dài đến hàng tháng. Một dạng podcast thứ sáu đây là podcast lặp lại. Thì đây đơn thuần nó là podcast mà mọi người có một chủ đề nào đó, mọi người sao đi sao lại cái nội dung đó thôi. Đấy là theo em hiểu nó là như thế, và tức là cái nội dung của mọi người chuyên về một cái nào chủ đề nào đó thì những tập sau họ chỉ xoay quanh cái chủ đề đó thôi. Còn nội dung thì mọi người biến tấu đi nhau thì không biết, nhưng mà nó sẽ không được kiểu mở rộng ra thêm. Và cuối cùng cái số 8 này thì theo em tìm hiểu thì nó được coi là một dạng podcast, đấy là podcast hỗn hợp. Thì đây cá nhân em cũng thấy là nó cũng chắc chắc là gọi là thế thôi, nhưng mà đại loại là các hỗn hợp, tức là mọi người khi mà mọi người có một cái show thì cái podcast hỗn hợp này nghĩa là mọi người có thể có rất nhiều những concept ấy, ở trong này 7 cái concept ở trên mọi người có thể cho hết vào cái show của mọi người, thì cho hết vào và nó phân bổ nhau là tùy của mọi người, thì đây gọi là podcast hỗn hợp. Và đây mọi người có thể thấy là ở dưới này có rất nhiều những cái ví dụ minh họa cho mọi người về từng loại podcast. Em xin ví dụ ở đây là podcast của đầu tiên là podcast The Plant Writer.
Thì đây là podcast theo dạng là solo cast và nó chỉ đi theo cái solo cast thôi. Có nghĩa là vì là cái chị này, cái lý do mà chị không làm podcast kiểu những cái dạng khác là vì chị quá bận và cái podcast nó không phải là cái nghề chính của chị, cho nên là chị sẽ làm solo podcast để tránh mất thời gian khi mà xây dựng kịch bản cho những cái podcast kiểu các sếp khác. Và đây cũng là một người chị mà em rất là may mắn khi mà được talk cùng chị ý, và nói chung là cũng học hỏi được rất là nhiều thứ từ chị Chi. Kênh thứ hai là kênh The Blue Expat, thì mọi người có thể thấy đây là một cái kênh mà nó live giữa interview podcast và solo cast. Vâng. Cái chủ đề của kênh này là nói về những người Việt sống ở nước ngoài. Thì đây là một chủ đề khá là đặc thù. Và có một cái khá là hay, đó là kênh này nó không chỉ thiên về, tức là không chỉ nói về mỗi chủ đề là người Việt ở nước ngoài, mà nó còn nói về tức là cái cách mà chị làm podcast. Tại vì đây là một cái người podcaster, đến năm nay là năm chị làm năm này năm thứ 6 rồi về podcast rồi, thì có hai cái show riêng. Thì nếu như mà ai mà có mà tức là có hai cái chủ đề muốn chia sẻ trên podcast thì có thể lập thành hai cái show giống như chị ở đây là chị Linh Po ở The Blue Expat. Và thứ ba là kênh Ba Chấm Podcast của em, thì đây là một kênh mà chắc là cũng là live tạp giữa interview podcast và solo cast. Một cái podcast, kênh podcast nữa là kênh 021 Station. Thì đây là một cái kênh podcast mà cá nhân em thấy là khá chất lượng tại Việt Nam hiện nay, tại vì nó đi theo một cái concept là interview podcast và có một chút live giữa co-host podcast, nhưng mà nó không phải là tầm nào cũng có. Thì đây là một cái kênh mà theo em là xây dựng nội dung rất là tốt, và nó cái kịch bản, cái hình thức của nó cũng rất ok. Ở chỗ đấy là nó chỉ tuân theo một cái chủ đề nhất định là phỏng vấn những startup, những người mà sáng lập ra những cái công ty, những cái thương hiệu thôi, và hoàn toàn không có một cái chủ đề nào khác xen lẫn giữa những cái tập như này. Và nó cũng còn hỗ trợ là podcast song ngữ nữa. Ở đây mọi người có thể thấy ví dụ như Earth Tank là một cái kênh của nước ngoài là co-host podcast, hoặc là The Quốc Hành Show thì đi theo hình thức là interview podcast, hoặc là ở dưới này chúng ta có The Bincast, thì đây là cái hình như là em không nhớ rõ lắm nó thuộc thể loại nào, nhưng mà nó cũng là một trong 8 thể loại trên. Và đây có hai cái show, là một là show Real Life của nước ngoài và show Hồ Sơ Vụ Án. Thế đây là hai cái kênh podcast mà em muốn recommend cho mọi người nghe nếu như mọi người muốn tìm hiểu về podcast dạng kể chuyện. Thì đây là hai cái mà một cái đại diện cho Việt Nam, một cái đại diện cho nước ngoài. Thì cái Hồ Sơ Vụ Án thì gần như là nó là cái đầu tiên, nó là cái show đầu tiên ở Việt Nam mà kể chuyện kiểu giết chóc các thứ. Nói chung là nó khá là hay, và bây giờ kênh này nó đang ở trong top 20 hay top 10 Spotify nào đó gì đó. Tức là từ cái hồi mà em để ý cái kênh này thì cũng chưa thấy nó lọt top đâu, và nghe nó khá là chán ấy, nhưng mà bây giờ nó đã được nâng cấp lên khá là nhiều. Và thứ hai là show Bàn Tay Dưới Hồ, thì đây là cái show podcast truyền thanh như em nói đó. Đây là show podcast truyền thanh và nó rất là chất lượng nha mọi người, mọi người có thể nghe nha. Và cái bạn host của cái kênh này là một voice talent làm ở đài truyền hình, cho nên là cái giọng của bảy rất là ok và cái tư duy cái bản của bảy rất là tốt. Nói chung là đây là một cái show mà anh nghĩ là rất mong có thêm những cái show khác như này. Và đây là, và cuối cùng là Test Radio House, thì đây là một cái podcast dạng kiểu thời sự phỏng vấn, à không, thời sự tin tức. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần thứ hai, đó là làm thế nào để phát triển một kênh podcast. Thì chúng ta có rất là nhiều những cái, tức là cái quá trình mà em làm podcast thì cũng đã tích hợp, tức là tích lũy được rất là nhiều những cái kinh nghiệm khi mà làm podcast. Thì cái phần đầu tiên mà em muốn giới thiệu với mọi người, muốn chia sẻ với mọi người, đấy là về cái nỗi sợ trước khi mà xây dựng một kênh podcast. Có 3 cái nỗi sợ mà theo em là phổ biến nhất của mọi người, đó là sợ nói không hay và sợ không ai nghe. Thì ở đây cũng xin chia sẻ một chút về cái cảm sao cho em với cắm cho em luôn. Thì ở đây em muốn chia sẻ một cái, đấy là cái khi mà em thời điểm mà em bắt đầu làm ba chấm ấy, thì em cũng không để ý quá nhiều đến cái đối tượng người nghe đâu, tại vì đơn thuần là em làm vì em thích thôi, tức là làm vì bản thân em thôi. Và ok, thank you anh. Và
Có nghĩa là em làm, tức là mọi người xung quanh em khi mà nói về cái, tức là khi mà em hỏi họ về cái podcast này là họ cảm thấy nó như thế nào thì họ đều nói là tao cảm thấy nó không hay, nó không ok, nhưng mà em cũng kiểu cũng bỏ qua, tại vì em biết là đây không phải là cái insight và là cái đối tượng khi mà mình làm podcast. Có nghĩa là mọi người hiểu là mọi người cứ làm đi và không sợ là không ai nghe đâu, tại vì chắc chắn là sẽ có người nghe. Và người nghe của các bạn ở đây, em rút ra một cái kết luận đó là họ không không hẳn là xung quanh của mọi người, của tức là không hẳn là những cái đối tượng xung quanh của mọi người, mà họ có thể là bất kỳ ai ở trên trên thế giới mạng. Và những người mà mọi người ví dụ như đi setting cái podcast của mình, có thể setting vào những cái cộng đồng trùng với cái chủ đề của mọi người đang xây dựng, thì đó là những cái người mà chính là đối tượng của các bạn. Tại vì không phải ai cũng giỏi và không phải ai cũng kiểu giống như mình ấy, có thể biết biết được, và có những người rất là cần những cái kiến thức này. Thì đại loại là mọi người cứ làm đi và không sợ không có ai nghe đâu. Cái kênh của em ban đầu lập ra cũng chẳng có ai nghe cả, ngoại trừ tự em chỉ nghe hàng ngày. Và về cái nỗi sợ thứ hai đó là sợ nội dung không đủ thu hút, thì đây cũng là một cái nỗi sợ mà theo em là nó không cần thiết đấy. Tại vì cái nội dung của mọi người là mọi người, nếu như mọi người cảm thấy nó thú vị và mọi người cảm thấy nó bổ ích và đem lại giá trị cho cộng đồng là được. Còn không đủ thu hút thì cái không đủ thu hút này mình có thể tính đến sau khi mà mình đã có kinh nghiệm rồi, để làm thế nào cho nó hay hơn. Giống như kiểu khi mà chúng ta viết content ấy, đầu tiên là chúng ta phải viết đúng đã, còn sau đó viết hay thì tính sau. Còn một cái nỗi sợ cuối cùng là một cái nỗi sợ mà em thấy là nó rất là, tức là nó rất là chính đáng ấy, đó là sợ không thể theo đuổi lâu dài với podcast. Đây là một cái nỗi sợ mà cá nhân em cũng thỉnh thoảng cũng đã trải qua, đó là không biết là mình lập ra cái kênh podcast này và mình sẽ duy trì nó được đến bao lâu, và mình upgrade nó được nó đến mức độ nào, và nếu như có một ngày mình bỏ cái podcast này thì sao. Thì đây nói chung là nó là thuộc về cái định hướng và cái mục tiêu dài hạn của mọi người. Mọi người mong muốn là cái kênh podcast của mình lập ra là chỉ để chơi chơi, chỉ để vui, chỉ để tâm sự, hay là nó là một phần trong hệ sinh thái, trong cái quá trình phát triển sự nghiệp công việc của mọi người. Thì đối với những người nào là freelance thì đây là một cái công cụ rất là hữu ích khi mà mọi người xây dựng portfolio hoặc là trên cái con đường mà làm những công việc liên quan đến content creator. Và có một cái câu mà em rất là thấy tâm đắc, đó là bản thân mình nếu như mà không chấp nhận cái sản phẩm của mình thì sẽ không có hứng thú để tiếp tục công việc đó. Có nghĩa là mọi người làm podcast là hãy nghĩ đến bản thân mình trước tiên, và làm mình phải thấy hay đã, mình phải cảm thấy thích nó đã thì mình mới có thể đồng hành được với nó lâu dài, dù cho là về sau có bất kỳ cái sự cố nào nó xảy ra trong tương lai thì mình đều có thể kiểm soát được hết. Quan trọng là cái bên trong của mọi người có thực sự muốn không. Và một cái phần nữa đó là những cái dụng cụ khi mà mọi người làm podcast, thì ở đây chúng ta sẽ có bốn cái dụng cụ rất là cần, có ba dụng cụ chắc chắn là phải có. Thứ nhất là micro, mọi người có thể dùng là micro về condenser hoặc là dynamic. Thì cá nhân em khuyến khích mọi người là dùng để check lại mọi người có thể dùng mic dynamic nha mọi người. Tức là micro dynamic là cái micro định hướng ấy, tức là cái khi mà mọi người làm podcast thì mọi người sẽ, nếu như là ví dụ mà mọi người ở ở một nơi mà nó quá là ồn ào ấy, thì mọi người dùng cái micro dynamic thì nó sẽ giảm bớt được cái tiếng ồn ở bên ngoài, do là cái hướng âm thanh của mọi người, cái miệng của mọi người, cái âm thanh của mọi người phát ra nó sẽ chỉ đi theo một hướng và đúng cái mic của mọi người. Còn nếu như là mọi người dùng cái mic condenser cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ là kiểu nó nhạy hơn ấy, và nó thu âm được tất cả những cái không gian, cái âm thanh ở không gian xung quanh của mọi người. Thì cũng tùy tùy vào cái nhu cầu của mọi người. Nếu như mọi người mà có một cái môi trường đủ tốt, không có tiếng ồn và nó không bị vang, thì mọi người có thể dùng condenser. Nếu như mà mọi người ở trong một môi trường mà cần kiểu cần, tức là có quá nhiều tiếng ồn, và nếu như mà nó kiểu bị vang ấy, hoặc là nó không được yên tĩnh lắm, thì mọi người có thể dùng dynamic. Nhưng mà cá nhân em thì khuyến khích mọi người dùng dynamic cho podcast nha, tại vì podcast nó là cái mà nó chỉ sử dụng giác quan nghe thôi, nó không phải giống YouTube chúng ta thì nhìn, thì cái chất lượng âm thanh của mọi người phải thật là tốt. Thứ hai là về tai nghe, thì mọi người có thể dùng tai nghe kiểm âm hoặc là tai nghe in-ear, tức là cái tai nghe mà kiểu đút vào tai mà nó có cái bọc ý, thì nó sẽ hạn chế được tiếng ồn và nó sẽ cho mọi người một cái chất lượng kiểm âm tốt hơn. So với tai nghe thông thường, thì ở đây chúng ta có tai nghe kiểm âm thì nó là một loại tai nghe chuyên nghiệp rồi, thì bản thân em cũng không phải là người chuyên nghiệp ấy, cho nên cũng không dùng để tai nghe kiểm âm, mà em chỉ dùng tai nghe in-ear thôi. Còn mọi người sẽ nghe được những cái sound, những cái tiếng mà kiểu tiếng tách 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 tách, hoặc là tiếng tặc lưỡi, hoặc là tiếng hoặc hoặc là những cái tiếng mà kiểu
khi mà đeo tai nghe thường mọi người không nhận ra được, cho đến khi mọi người đeo tai nghe mà có chất lượng tốt. Đại loại nó là như thế. Cái thứ hai là về pop filter, thì đây là một cái công cụ mà em thấy là cũng khá là cần thiết. Đó là một cái màng lọc, tức là cái lọc chắn, tức là cái chắn gió trước cái mic của mọi người, để hạn chế tiếng cái văng nước bọt của mọi người vào và hạn chế những cái tạp âm. Thì mọi người có hai sự lựa chọn. Một là mọi người dùng màng lọc là cái em vừa mô tả, kiểu nó sẽ bẻ vào mà nó có một cái màng chùm ở trước. Và hai là mọi người có thể dùng ở đây em ghi là túi chùm, thật ra em không nhớ lắm, mà đại loại nói là một cái để chùm vào cái đầu của mic ấy. Thì em đang dùng cái túi chùm, cái chùm vào mic, thì thấy nó có chất lượng tốt hơn, tại vì nó bọc được cả cái đầu mic. Thì đây là cũng là tùy mọi người thôi, mọi người có thể sử dụng bất kỳ một cái pop filter nào, nhưng mà phải có nha. Cái thứ hai là cái cuối cùng là sao card. Thì đây là một cái thiết bị mà cho phép âm thanh đi từ microphone và máy tính, và thường được kết nối bằng cổng USB. Thì nếu như mà ai mà định làm chuyên nghiệp ấy, thì cái này rất là nên dùng, tại vì nói chung là em cũng chưa dùng bao giờ và em cũng không phải là dân kỹ thuật ấy. Nó sẽ, tức là cái sao card này nó sẽ xử lý cái âm thanh nguồn vào tốt hơn khi mà mọi người sử dụng. Và nó có 3 phần chính là ADC, DSP và DAC. Thì mọi người có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng về sao card và ba cái công cụ dụng cụ này. Thì đây là cái mô tả của dụng cụ cho mọi người. Thì đây là mic, ở đây là Audio Technica là Dynamic này. Và mọi người cần đây, cái mà mọi người thấy nó cong cong này mà nó ở gần cái chân dựng ấy, thì nó là cái pop filter. Và cái tai nghe này là tai nghe kiểm âm. Tai nghe kiểm âm nó sẽ như này, tức là nó sẽ kiểu chùm lên như này. Đấy, và những cái dây để nối với máy tính và sao card và mic. Thì đây là hình ảnh cơ bản của một bộ sao card đây lấy trên mạng. Nói chung là không phải recommend cho mọi người đâu, mà nó chỉ là một cái minh họa thôi. Nó sẽ gồm những chức năng như này. Nhưng mà nếu như mọi người mà không phải làm chuyên nghiệp thì cũng không cần thiết để cái này, tại vì nó khá là phức tạp cho người mới sử dụng. Quan trọng là cái sục đầu vào của mọi người phải thật là tốt. Nếu như mà đầu vào không tốt thì chỉnh sửa nó rất là mệt và không được đúng như kỳ vọng ấy. Cái tiếp theo là em muốn giới thiệu cho mọi người, đó là về phần mềm thu âm và chỉnh sửa âm thanh. Thì đây là những cái phần mềm thu âm chỉnh sửa âm thanh mà theo em nó là đáng dùng nhất hiện nay. Đó là Audacity, GarageBand, Adobe Audition và Zencast. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng ứng dụng một. Đầu tiên là về Audacity. Đây là một cái ứng dụng chỉnh sửa âm thanh và thu âm cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì cái giao diện của nó mọi người có thể thấy là nó khá đơn giản, nó không có gì phức tạp cả. Đây là những cái tần số âm thanh của mọi người, và mọi người có thể lọc âm, chỉnh sửa âm thanh và cắt ghép một cách cực kỳ cơ bản ở trên này, và nó khá là dễ dùng, và đặc biệt là nó còn hỗ trợ cả tiếng Việt cho mọi người nữa, cho nên là mọi người không khó khăn khi mà sử dụng cái phần mềm này. Nhưng mà có một cái là Audacity hình như là chỉ dùng được trên cho Windows thôi, và ở Mac thì có một ứng dụng chuyên biệt, đó là GarageBand. Thì đây là cái giao diện của GarageBand, nó cũng khá là đơn giản. Nó khá đơn giản mà, và Audacity và GarageBand thật ra là cái mức độ gọi là kiểu, tức là đáng dùng của nó ấy, nó như nhau, cái là cái cấp độ kiểu sử dụng cho người mới bắt đầu, nó đều dành cho người mới bắt đầu và không phải là phần mềm quá là chuyên nghiệp. Và cuối cùng và thứ ba là phần mềm Audition. Thì đây là một phần mềm nói chung là cũng chuyên nghiệp rồi đấy, cho nên là mọi người nếu như mà muốn cái podcast của mình mà chất lượng hơn có thể dùng Audition. Cái đặc điểm của Audition đấy là nó cho mọi người một cái giao diện nhìn rất là kiểu, tức là mọi người nhìn vào cái là mọi người định hình được luôn là những cái file âm thanh nào mình cần sửa và chỉnh sửa như nào ấy. Và nó cho phép mọi người lọc âm, cắt đoạn. Nói chung là cái phần kỹ thuật ở trong cái phần mềm Audition này nó cao cấp hơn rất là nhiều so với hai phần mềm trước. Và nó cho, và nếu như mọi người mà đã thu âm podcast được một khoảng thời gian nhất định, thì nếu như mà muốn nâng cấp âm thanh thì có thể dùng cái Audition này để nó tốt hơn. Cá nhân podcast của em thì cũng sử dụng Audition để edit âm thanh. Và cuối cùng là về phần mềm Zencast. Đây là một phần mềm mà nếu như mọi người muốn interview podcast với ai đó thì rất nên sử dụng phần mềm này nha. Tại vì đây là một phần mềm mà nó là một cái tool chuyên dụng cho việc thu âm, và nó hỗ trợ cho mình cái lọc cái tạp âm xung quanh ngay tại khi mà mọi người dùng luôn. Có nghĩa là khi mà mọi người join vào cái phòng này thì cái âm thanh mọi người nghe rất là khác, gần như là không có tạp âm luôn. Và nó cũng hỗ trợ cho mình là chỉnh sửa hậu kỳ, nhưng mà tuy nhiên là phải mất phí. Và nếu như mọi người dùng miễn phí thì cũng được, nhưng mà nó chỉ có cái là không hậu kỳ cho mọi người được thôi. Thì cái này cũng không phải vấn đề quá lớn, và mọi người vẫn có thể thu tối đa là 4 người, bao gồm một host và 3 guest.
Và có 3 phần mềm mà em không khuyến khích mọi người sử dụng, đó là Zoom, Skype và Google Meet. Tại vì đây là 3 phần mềm mà nó chỉ là, tức là nó là cái phần mềm dùng để ghi hình ấy và để họp ấy, nó không phải phần mềm để ghi âm ấy. Cho nên là mình, em rất là kiểu có một cái gọi là cái thiện cảm không được tốt lắm với những cái podcast mà sử dụng ba phần mềm này, tại vì nó cho ra một chất lượng âm thanh cực kỳ, nói chung là không biết là các bạn có hậu kỳ không, nhưng mà nó khá là tệ, đặc biệt là Skype. Còn Zoom thì có vẻ như là đỡ hơn đấy, nhưng mà đại loại là mọi người không nên sử dụng những cái phần mềm này để xuất ra, để thu âm và xuất ra cái file và up lên những cái nền tảng kia, tại vì nó rất là tệ. Tiếp theo là một số lưu ý khi mà các bạn, khi mà mọi người thực hiện thu âm. Thì ở đây chúng ta có lưu ý đối với solo podcast thì tất nhiên rồi là cần phải xây dựng một bản kế hoạch rõ ràng, chi tiết và có định hướng cụ thể cho kênh podcast của mình, và chấp nhận là linh hoạt trong nội dung nhưng mà không được phép lệch lạc trong chủ đề. Có nghĩa là cái kênh của mọi người ví dụ như cái kênh của em là chỉ chuyên về viết thôi, thì không nhất thiết là nó phải follow định hướng là về người viết, là về nghề viết, mà nó có thể phát triển ra những cái xung quanh cái nghề viết này, cụ thể là ở cái background của người host. Ví dụ như em là content creator, có rất nhiều thứ em có thể khai thác ở trong cái chủ đề này. Và cái nói chung là cái định hướng, định hình ban đầu của kênh là về người viết, người đọc, phát triển bản thân, nó chỉ là một cái để mọi người có thể nhớ đến thôi đấy. Nhưng mà tất nhiên là mọi người không được đi xa quá so với cái chủ đề và cái định hướng ban đầu của mọi người, có nghĩa là phải linh hoạt trong khuôn khổ đấy. Và một cái nữa mà em nghĩ nó là một cái chung đối với bất kỳ một hình thức nào, đó là podcast nó không phải là công việc. À, podcast là công việc, nó không phải là trò chơi. Có nghĩa là mọi người xác định khi mà làm podcast thì đừng nghĩ đây là một cái thú vui tiêu khiển của mọi người, mà mọi người hãy nghĩ đó là một công việc, thì cái chất lượng của cái sản phẩm của mọi người nó mới tốt được, và mọi người mới có nhiều người đón nhận được. Có rất nhiều người nói là tại sao public lên nhưng không nghe, đó là vì các bạn không thực sự tập trung vào cái mà các bạn đang làm, và các bạn nghĩ là mình thử xem như thế nào ấy, và mình thử nói lên như nào. Thì tất nhiên là người dùng, họ người nghe họ rất là thông minh, họ sẽ biết đâu là cái podcast nên nghe, cung cấp cho họ kiến thức cũng như là chia sẻ những cái kiểu tâm sự mà giúp họ tốt lên. Có những cái podcast mà không được đầu tư về âm thanh, về nội dung thì nói chung là nó sẽ ít người nghe thôi, đấy là một cái điều đương nhiên. Nhưng mà nhìn chung thì cái đối tượng người nghe podcast ở Việt Nam nó vẫn còn đang rất là dễ tính ấy. Có nghĩa là họ chỉ quan tâm đến nội dung hay thôi, còn cái phần chất lượng âm thanh họ chưa thực sự quan tâm lắm. Có nghĩa là khi mà mọi người podcast thì có những cái kênh podcast được xử lý hậu kỳ rất là tốt, có những kênh podcast thì nó lại có cái kiểu là, tức là hậu kỳ rất là ok nhưng mà nó vẫn có những cái tiếng kiểu như là tiếng nhét môi này, tiếng nuốt nước bọt này. Đại loại là khi mà em nghe thì em thấy cực kỳ kinh luôn ấy, nó rất là kinh. Thì mọi người nếu như mà làm podcast thì cũng để ý đến những phần này giúp em. Đối với hình thức interview podcast thì có rất nhiều cái lưu ý mà khi mà mọi người làm thì mới ra được vấn đề. Ở đây đại loại là có 5 cái lưu ý mà em cần mọi người ghi nhớ, đó là khách mời bắt buộc phải sử dụng tai nghe. Thì đây là một cái gọi là những cái sản phẩm trước đây của 3 podcast thì em đã được trải nghiệm rất là nhiều cái hậu quả rồi, và nó rất là kinh khủng. Mặc dù là em biết là kiểu gì cũng phải bắt họ dùng tai nghe, nhưng mà nói chung là có rất nhiều yếu tố và mình cũng chiều khách đi, cho nên là cũng thôi để họ dùng thường cũng được. Và cái tác hại của việc dùng thường thì nó sẽ làm cho cái âm thanh của mọi người nó bị kiểu nó bị méo, hoặc là nó bị vỡ ấy. Đại loại là nó không được tốt đâu. Nó cái chất lượng khi mà mọi người sử dụng tai nghe và sử dụng loa thường ở trên máy tính hoặc là trên điện thoại, nó nghe nó khá là khác nhau đấy. Nhưng mà khi mà hậu kỳ thì mọi người mới biết được nó khác nhau ở điểm nào. Còn nếu như mà đã public rồi thì mọi người thấy là cái nào nó cũng như nhau. Nó phải chăng là cái này hay hơn, dùng một từ rất là chung chung là hay hơn cái kia thôi. Còn hay như nào thì mọi người phải hậu kỳ mọi người mới biết được. Và cái môi trường của khách mời thì bắt buộc phải diễn ra, nó phải ở trong một môi trường rất là yên tĩnh và không có tiếng ồn. Tại vì cái tiếng ồn của họ mình không kiểm soát được. Có những cái tiếng ồn mà mình có thể xử lý được, nhưng mà có những tiếng ồn mình không thể xử lý được. Ví dụ như là tiếng người, tiếng trẻ em khóc, tiếng động vật, thì đấy là những cái mà mình hoàn toàn rất là khó để xử lý trong hậu kỳ. Và nó sẽ dẫn đến việc đó là mình can thiệp quá nhiều vào cái file gốc thì nó sẽ không được hay cho lắm. Đấy là tức là nó sẽ làm cái âm thanh nó không được thật cho lắm ấy. Thì đây là cái kinh nghiệm của em. Và tuyệt đối không được xảy ra tiếng ồn chìm. Tiếng ồn chìm tức là những cái tiếng ồn mà mọi người kiểu họ đang nói mà có một cái tiếng động khác ập vào ấy, mà nó song song với cái tiếng mà khách mời nói, thì nó là rất khó để lọc luôn. Và đôi khi là mình phải cắt hẳn cái đoạn đó đi. Và khách mời thì đặc biệt là nên take note, ý có trả lời ra cái kịch bản của mình, để khi mà họ nói họ không bị lan man. Có rất nhiều người, ví dụ như người nào mà cực kỳ chuyên nghiệp rồi thì cái phần này có thể bỏ qua, tại vì họ biết cách nói rồi. Nhưng mà có những người mà họ
họ không kiểu họ là một người bình thường ấy, tức là họ không phải là người làm trong ngành content creator, không phải làm trong ngành thu âm, hoặc đại loại là tức là họ ví dụ họ chỉ là chủ một cửa hàng nào đó thôi, thì họ sẽ rất là dễ nói lan man và đôi khi là nói kiểu bị nhiều ấy. Mà lúc mà mọi người hậu kỳ, mọi người thấy là ngoài cái việc chỉnh sửa mệt ra nhá, mọi người cắt ghép và chắp nối nhà để cho nó hợp lý với cả cái kịch bản, nó cũng là một vấn đề. Và có một cái lưu ý nữa, đó là mọi người cũng không nên, đặc thật sự là mọi người không nên làm podcast interview trong lần đầu tiên, tại vì mọi người lúc đấy rất chắc chắn là chưa có kinh nghiệm đâu. Và nhưng mà nếu mà ai mà có kinh nghiệm về giao tiếp với khách hàng rồi và có cái tức là một chút những kỹ năng nó liên quan đến việc làm podcast rồi thì hoàn toàn có thể. Còn nếu như là người nào mà mới toanh ấy thì tốt nhất là đừng đừng nên làm interview podcast, mà hãy nên làm solo cast trước để mình tự hoàn thiện cái khả năng bản thân mình đã, sau đó mình mới làm interview podcast sau thì nó sẽ tốt hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến phần phân phối các kênh podcast. Thì ở đây có ba cái phân phối. Thứ nhất là về hosting, là những cái mà em vừa nói ở trên, có rất nhiều những cái nền tảng hosting để mọi người phân phối. Cái thứ hai là phân phối trên các platform. Ở đây chúng ta ở Việt Nam thì có Spotify, Apple, Google Podcast, Castbox là những cái nền tảng phát hành podcast phổ biến được nhiều người nghe. Tất nhiên là ở nước ngoài thì có rất nhiều những cái podcast, những cái platform khác, nhưng mà người Việt thì họ không nghe, chủ yếu là người nước ngoài thôi. Tại vì ở nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, họ rất phát triển về cái podcast. Và cái thứ ba đó là về social media. Ở Việt Nam thì cũng có Facebook, Insta, TikTok, YouTube. Đặc biệt là TikTok nha mọi người. TikTok mọi người, nếu như mà mọi người được recommend ở trên những cái kênh TikTok triệu view ấy, triệu người theo dõi ấy, thì kênh podcast của mọi người lên rất là nhanh luôn. Facebook cũng vậy, Insta cũng vậy. Và YouTube thì nói chung YouTube cũng được, nhưng mà nó không mạnh bằng ba cái còn lại. Connect people có nghĩa là connect với những người khác, ví dụ như gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp. Ví dụ như là kênh của em đây, hiện tại em đang connect với mọi người đây là để quảng bá cái kênh của mình đây, và đối tác là nhà tuyển dụng hoặc là người lạ đấy. Nói chung là có rất nhiều, nhưng mà như em nói đấy là gia đình và người bạn bè của mình thì chưa chắc họ đã thích cái podcast của mình đâu, cho nên là mọi người cứ thể share để mọi người ủng hộ thôi cũng được trong thời gian đầu. Nhưng mà tất nhiên mọi người đừng đừng nghĩ đó là cái insight chính, cái đối tượng chính nha. Mọi người phải tập trung vào những cái đối tượng mà mọi người xây dựng cho kênh của mình ấy. Đó, và cuối cùng và tiếp theo là về chăm sóc kênh podcast. Thì ở đây chúng ta có 7 cái yếu tố cần ghi nhớ khi mà chúng ta chăm sóc cái kênh podcast của mình. Đầu tiên là về chất lượng âm thanh. Thì tại sao em lại đặt chất lượng âm thanh trên content, mặc dù content nó là king, content nó là vua, và mọi người công nhận một điều đó là khi mà chúng ta nghe podcast thì chúng ta sẽ thường nghe những cái kênh podcast nào mà nó có giá trị và đem lại lợi ích cho mình. Thế nhưng mà đối với em thì cái chất lượng âm thanh nó mới là cái yếu tố tiên quyết, tại vì là nếu như mà nội dung của bạn nó hay đến đâu nhưng mà cái âm thanh của bạn nó dở thì nó gây ra cho người ta một cái nghe nó không được mượt ấy. Mà nếu như mà nó quá tệ đi thì mặc định người ta sẽ bỏ qua. Hoặc là nếu như mà cái âm thanh của mọi người xử lý nó ở mức trung bình, nó không thực sự tốt thì sớm muộn họ cũng sẽ bỏ qua. Đặc biệt là nếu như mà về sau mà podcast nó thịnh hành hơn và cái đối tượng thính giả họ nghe kiểu họ thông minh hơn ấy, thì họ sẽ kiểu nghe có chọn lọc. Tại vì lúc đấy rõ ràng là cái tính cạnh tranh của mình nó lên cao hơn rồi, đúng không? Đâu phải là chỉ nghe kênh của mình nó mới có cái chủ đề này. Và ở đây chúng ta sẽ có những cái tư duy về chất lượng âm thanh. Đầu tiên là về cái hiệu chỉnh âm thanh. Thì có rất nhiều cái recommend cho mọi người, đó là cái intro ấy chỉ nên dài từ 20 đến 25 giây hoặc là hơn. Thế nhưng mà đối với em ở đây nói với mọi người thì mọi người không nhất thiết là phải có cái intro đúng là 20 giây hoặc 25 giây, có thể hơn cũng được. Tùy vào mọi người thì nó sẽ định hình cho mọi người cái gu của cái kênh của mọi người đó. Nhưng mà tất nhiên là 20 đến 25 giây nó là khoảng thời gian kiểu tức là tối ưu rồi, nó được kiểu nhiều người làm rồi. Nhưng mà kênh của em thì podcast toàn hơn thôi, nên là cũng mà em thấy cũng không có vấn đề gì, nó không ảnh hưởng quá nhiều. Và chúng ta sẽ có phần âm nhạc, thì có intro này, nhạc giữa này, tức là nhạc chuyển giao giữa các đoạn này, outro này. Outro thì cũng như vậy, cũng giống intro, cũng có thể từ 20 đến 25 giây hoặc là hơn, và một số những loại nhạc tùy theo từng chủ đề nội dung hiện tại đó. Và có một cái lưu ý cho mọi người, đó là khi mà mọi người làm solo podcast chẳng hạn, hoặc là làm interview podcast, thì mọi người có thể cho nhạc vào hoặc không, và cái nhạc của mọi người đó sẽ đóng góp đến 50% cái chất lượng tập podcast của bạn, tạo ra cái cảm xúc. Tuy nhiên là không phải một cái kênh podcast nào, một cái tập podcast nào mọi người cũng nhét nhạc vào được, tại vì có những tập podcast ví dụ như là kiến thức như là của Ba Chấm thì nếu như cho nhạc vào nó rất là vô duyên, và nó sẽ kiểu làm cho cái sự truyền đạt vào thấu hiểu ấy nó bị giảm đi, tại vì nó bị phân tâm ấy. Đấy là cá nhân anh nghĩ thế, có nghĩa là không phải là một tập tập nào các thứ kiểu
Vậy khách mời nào mọi người cũng cho nhạc vào. Và cho nhạc vào thì mọi người cũng phải cho ở những cái đoạn nào nó hợp lý. Tức là không phải kiểu đang một đoạn này cho, một đoạn sau lại tắt. Hoặc là cái lúc mà mọi người chèn nhạc vào ấy thì giảm dần và lên dần âm thanh, nó cũng phải có chủ đích, chứ không phải là cắt bụp bụp phát là xong. Đó. Và cái phần này nói chung là nó sẽ thiên về phần sáng tác của mọi người thôi. Và như là lúc nãy đó là mọi người không nên can thiệp quá sâu vào cái phần file gốc, cái file, tức là file mọi người đã ghi âm ra, tức là chỉnh sửa sâu vào file gốc, cố gắng là để cho nó tự nhiên nhất có thể. Tại vì mọi người chỉnh sửa nhiều thì nó sẽ thành kiểu nghe nó hơi giống cái máy, với cả nghe nó không được tự nhiên ấy. Đấy. Và mọi người có thể uống nước khi mà thu âm, nhưng mà hạn chế nha, trừ khi nào mà các bạn thực sự kiểm soát được cái nước bọt của mọi người ở trong miệng ấy. Em thì em không phải là một cái người mà kiểu chuyên giống kiểu kỹ năng giống của MC các kiểu, nhưng mà đại loại là nếu như mọi người uống nhiều nước quá ấy, thì cái nước bọt mọi người nó sẽ càng to ấy, và mọi người nếu như không kiểm soát được ấy, thì nó sẽ rất là mệt trong một khâu hậu kỳ đó. Và mọi người có một cái lưu ý nữa là phải test liên tục với cái âm thanh này nha. Nếu như mọi người mà test kiểu qua loa ấy, thì nó sẽ không nhìn được hết cái vấn đề khi mà mọi người xuất ra. Cái thứ hai là content. Về content thì nội dung của kênh podcast như em nói lúc nãy, đó là cái quan trọng nhất, đó là nó không nhất thiết là phải bó buộc trong cái chủ đề chính. Nó có thể phát triển ra rất nhiều những cái chủ đề khác và linh hoạt thay đổi theo thời gian, miễn là nó vẫn xoay quanh cái giá trị và chủ đề của kênh hướng đến. Thì ví dụ như là cái kênh ba chấm của em đi, thì nó ban đầu nó được định hình là một kênh về người viết người đọc, nhưng mà về sau nó phát triển ra những cái chủ đề khác, về talk với những cái người mà kiểu bạn bè của mình chẳng hạn này, hay là với những cái người được có cái background khác. Thì có một cái lý ở đây em rất muốn nói với mọi người, đó là nếu như mọi người làm podcast mà muốn làm cái kiểu không bị bó buộc chủ đề ấy, thì tốt nhất là mọi người hãy chia podcast theo mùa. Tại vì khi mà mọi người chia podcast theo mùa ấy, thì nó sẽ giúp cho cái, tức là cái nó sẽ giúp cho cái chủ đề của mọi người nó được rõ ràng hơn, và người ta khi mà nhìn vào ấy, thì nó cũng sẽ kiểu biết là mùa này nói về cái gì, mùa trước nói về cái gì. Đấy, chứ nó không kiểu bị sắp xếp một cái lộn xộn là đến lúc mà người ta tìm lại người ta sẽ rất là khó trong cái việc mà tiếp cận cái nội dung của mình. Mặc dù nội dung của mình rất là hay, nhưng mà nếu như mà sắp xếp lộn xộn thì nó không ok lắm cho việc tìm kiếm đó. Và chấp nhận với một việc là nếu như mọi người mà thay đổi thường xuyên như vậy thì mất thính giả cũ, nhưng mà cũng nhận lại được thính giả mới. Còn nếu như mọi người giữ nguyên một cái màu như ban đầu thì rất là dễ giữ chân khán giả trung thành, và nó sẽ thường xuyên hơn. Thì cái này em đã trải nghiệm rồi. Cái kênh của em ban đầu nó rất là nhiều người nghe, nhưng mà về sau khi mà thay đổi đi một tí thôi là bắt đầu có ý thấy làm suốt rồi. Gần đây thì em bắt đầu build lại về chủ đề cũ, thì tự nhiên cái lượng người nghe nó lại quay về như ban đầu. Đây là một cái mà mọi người cũng nên lưu ý về cái việc mọi người đánh đổi đó. Và content trong podcast thì nó cũng là sự khác nhau giữa văn nói và văn viết. Khi mà mọi người nói thì nó sẽ tự nhiên hơn là khi mọi người script ra, viết ra. Và cá nhân em thì đã từng bị lậm hai cái phong cách này trong một khoảng thời gian khá là dài, và nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái phần công việc. Nhưng mà bây giờ thì đỡ rồi, quen rồi. Đó. Và thứ ba là phần voice. Voice thì mọi người không cần quá là quan trọng lắm về cái việc mà mọi người ví dụ bị ngọng này, hay là phát âm nó không được rõ này. Vì những cái này nó không phải là những cái, tức là nó có thể sửa được ấy. Cho nên mọi người cứ thoải mái lên. Và cái voice của mọi người nó như thế nào thì mọi người hãy giữ cái voice này như thế. Có nghĩa là mọi người có một cái voice kiểu nhẹ nhàng, truyền cảm thì càng tốt. Mà nếu như mọi người có voice giống em, giọng đọc rất là thời sự, rất là cứng nhắc, khô khan thì không sao. Và cái việc của mọi người đấy là upgrade cái voice của mình lên, chứ không phải là mọi người thay đổi để cố gắng giống như một ai đó, giống như một người nào đó. Ví dụ như là truyền cảm xúc vào hơn thì đọc mọi người sẽ rất là khó để thực hành, và cũng không duy trì được lâu, và nó cũng không phải là chính mình ấy. Đó, thì đây là cái mà em rút ra được kinh nghiệm sau khi mà tiếp xúc với rất nhiều podcaster, cũng như là tự thấy bản thân mình kiểu upgrade chính cái voice của mình, thay vì là mình cố gắng thay đổi thành một cái voice khác đó. Và cái thứ tư đó là thumbnail. Thì đây là một cái ảnh ấy, tức là nó giống ảnh của YouTube. Mọi người có một cái ảnh dành cho cái podcast của mọi người, dành cho cái tập của mọi người, để nhiều người thính giả vào họ sẽ phân biệt được dễ hơn, và cũng để cho cái kênh của mình nó sinh động hơn, thay vì để mọi người để một cái ảnh hết cả một dàn cái podcast lan lên, cái ảnh nào cũng giống nhau. Thứ năm đó là connect những cái nền tảng kết nối. Thì như em vừa nói rồi, có ba nền tảng: Spotify, Apple, Google, hoặc là Castbox, hoặc là YouTube cũng được. YouTube nếu như mọi người đăng lên thì mọi người sẽ có cái phụ đề, thì người ta sẽ, những người khiếm thính ấy, thì họ sẽ có cơ hội để lắng nghe cái kênh của mọi người. Còn nếu như mà không thì cũng không sao cả. Đấy. Cái thứ bảy là về ranking. Thật sự ranking nó là cái bảng xếp hạng, nó đối với nhiều người nó không thực sự quan trọng, nhưng mà đối với em thì nó cũng không phải là một cái điều gì đó cần nên bỏ qua. Tại vì nó là những cái con số, là nó là để cho mình biết được là
cái kênh của mình nó đang ở vị trí nào, nó đang như thế nào, tại sao nó lại tụt, tại sao nó lại lên, nó lên như thế nào, nó xuống như thế nào. Thì mọi người cũng nên theo dõi về cái ranking này trên những cái ứng dụng, những website mà họ cho phép mọi người có cái ranking này để mọi người có thể check được. Ok, và chúng ta sẽ cùng chuyển sang một phần mà em thấy mọi người rất là quan tâm, đó là phần kiếm tiền từ podcast. Và chúng ta kiếm tiền qua podcast như nào thì nói chung là bất kỳ một cái nền tảng nào nó cũng có thể kiếm tiền được thôi. Nhưng mà đối với podcast thì nó còn khá là mới tại Việt Nam ấy, cho nên là cái khả năng kiếm tiền nó vẫn còn khá là hạn chế. Thì đại loại trong podcast thì nó sẽ có hai dạng quảng cáo. Dạng quảng cáo thứ nhất đó là quảng cáo bởi người đọc, người dẫn chương trình, nó liên quan đến cái nội dung của podcast. Và cái dạng thứ hai là quảng cáo được thu sẵn và được đặt vào trong cái podcast. Về lợi ích của từng dạng quảng cáo thì theo như một trang web đánh giá, một trang web thống kê là IAB, thì là cái dạng quảng cáo host reach, tức là người đọc, người host đọc cái quảng cáo đó, là cái cách thức được ưa chuộng hơn, và nó chiếm đến gần 2/3 quảng cáo trên podcast trong năm 2018. Còn lại là cái quảng cáo mà kiểu được chèn vào, thu vào ấy, nó sẽ là ở phần còn lại. Và đối với những cái podcast mà phục vụ những cái nhận diện thương hiệu thì, và số người nghe tìm kiếm trên các thương hiệu đó sau khi mà người đọc đọc cái quảng cáo đó, nó nhiều hơn tận 59% so với cái định dạng cái cách quảng cáo còn lại. Thì ở đây mọi người có thể theo dõi cái kênh của chị Chi Nguyễn, thì đây là một cái kênh mà nói chung là nó cũng được gọi là quảng cáo dạng host reach, và nó cái tỷ lệ chuyển đổi của nó khá là cao khi mà nhiều người biết đến những cái ứng dụng và những cái mà thông tin của chị ý cung cấp nhiều hơn trên cái chính cái podcast của chị ý. Và tất nhiên là mọi người cần phải nhớ là cái kênh của mọi người nó phải như thế nào đấy, nó phải rất là uy tín ấy, thì nó mới có thể sử dụng cái host reach được. Còn nếu như mọi người ở một kênh trung bình khá thì có thể chỉ là cái quảng cáo bình thường thôi, là chèn một động quảng cáo vào thôi đó. Và đối với những cái thương hiệu mới thì cái quảng dạng quảng cáo host reach nó cũng được nhận định là phương pháp hiệu quả để thúc đẩy hai yếu tố, đó là một là top of mind, có nghĩa là ghi nhớ cái thương hiệu của mọi người ở ngay trong tâm trí từ lần nghĩ đến đầu tiên, và cái hai em thấy rất là quan trọng đó là sự gần gũi đối với cái thương hiệu của mình đó. Và nếu như đối với những cái thương hiệu mà đã lập được một thời gian thì host reach vẫn được đánh giá là hiệu quả hơn so với cái phần quảng cáo chèn một đoạn vào đó. Đó là lý do thì như mà nói, đó là cái người đọc ấy, họ phải có uy tín và họ phải có một cái tiếng nói ở trong cộng đồng đó, và họ tạo được sự tin tưởng cho người nghe. Còn đối với lợi ích quảng cáo theo dạng chèn vào thì nó cũng sẽ, nói chung là nó sẽ tăng cái độ, nó tăng cái độ phủ nhiều hơn là cái việc mà kiểu thôi thúc cái độc giả, cái thính giả của mình thực sự mua hàng. Mọi người hiểu đơn giản nó là như thế. Cái thứ hai là phân phối podcast, thì chúng ta sẽ có phân phối podcast dựa trên phần liên quan tới thông điệp của podcast được biên tập để trở thành một phần của nội dung. Thì cái dạng thứ hai đó là dạng quảng cáo được thu sẵn, là dynamic inset, và nó tức là nó chèn tự động vào cái podcast của mọi người và cái nhà hàng nó yêu cầu. Thì cái quảng cáo này nó có một cái đặc điểm là nó có thể thay thế được theo thời gian. Còn cái việc mà cái host, người host đọc ấy, theo cái dạng thứ nhất ấy, thì sẽ không thay thế được theo thời gian, tại vì là đã đọc vào rồi thì sẽ rất là khó, cảnh cắt ra đi chăng nữa thì nó cũng không được tự nhiên ấy. Đó. Thế là những cái ưu nhược điểm đó. Ở đây chúng ta có một số cái dạng kiểu như là ở cấp độ lớn này thì cái phương thức mà back in ads này nó sẽ nâng cao cái độ phủ sóng này và không làm khách hàng khó chịu này, bởi là do là người đọc host mà họ tự đọc vào mà đó. Còn cái việc mà điểm yếu của nó là nó sẽ không phù hợp với những cái chiến dịch theo mùa, vì nó không thể gỡ đấy và nó không thể chỉnh sửa sau khi phát sóng. Còn cái về dynamic only inset ads thì nó sẽ ngược lại, đó là nó không bị bó hẹp trong cái nội dung của podcast. Có nghĩa là mọi người có thể chèn cái đoạn đấy vào bất kỳ một cái đoạn nào trong cái podcast cũng được, và nó không như thế phải đi theo, nó phải liên quan đến cái nội dung của kênh podcast đó. Nhưng mà cái điểm yếu thì như em nói, đó là nó thiếu sự kết nối, và do đó nó mang lại cái tỷ lệ chuyển đổi thấp hơn rất nhiều, bởi vì là những cái quảng cáo này được ghi âm bởi những người không phải là host mà những người có thể là của nhãn hàng chẳng hạn, nên là cái độ kết nối và độ xác thực tin cậy của đối với thính giả nó sẽ ít hơn, nó sẽ thấp hơn. Cái này không quá khó hiểu đó. Và quảng cáo thì cũng có 3 thời điểm, thứ nhất là đầu podcast, giữa podcast hoặc là cuối podcast. Thì cái quảng cáo ở giữa podcast thì nó sẽ thường là những quảng cáo mà cho cái tỷ lệ chuyển đổi nó tốt hơn so với quảng cáo ở cuối, tại vì là người ta nghe mà đang nghe một cái podcast mà có quảng cáo vào thì người ta bắt buộc người ta phải nghe thôi, hoặc là người ta tua.
đó, còn ở đầu thì ập vào cũng tốt nhưng mà cuối thì lại khó hơn, tại vì là khi tại vì thường về cuối thì cái tỷ lệ người ta nghe, cái tỷ lệ giữ chân của host nó sẽ, tức là của cái podcast đó nó sẽ không được cao đó. Đó, tại vì là đến phần kết luận đúng không, thì là hết thông tin rồi, thế là người ta cũng không có nhu cầu để người ta nghe nữa. À, có cái định giá cho quảng cáo ở trong podcast thì có hai định giá cơ bản là CPM, là đối với mỗi người nghe, ví dụ như 1.000 người nghe podcast thì cái doanh nghiệp đó sẽ trả một số tiền nhất định. Cái hai là CPA, là tỷ lệ mà những người nghe sau khi nghe podcast mua sản phẩm của họ. Thì đối với ba chấm podcast thì thực sự là đã kiếm được tiền từ cái podcast này rồi, và theo hình thức CPA đó, có nghĩa là hồi xưa là podcast của em là sẽ quảng cáo, tức là hợp tác với một doanh nghiệp mà có cái sản phẩm là khóa học viết, thì quảng cáo cho danh của họ, và những người nghe podcast sau khi mà họ nghe xong họ kích vào đường link và họ sẽ đăng ký mua khóa học của họ, của doanh nghiệp đó, thì họ sẽ trả cho mình 1% hoa hồng, cái hoa hồng nhất định dựa trên từng từng tức là từng tức là dựa trên những cái số lượng người đăng ký và hồng và người mua. Chứ họ không, lại chứ họ không đồng ý với việc là mình cái số lượng người nghe là bao nhiêu người, tại vì cái này nó không hiệu quả đó, cho nên là họ muốn là theo CPA. Thì đây là một cái mong muốn chung của nhiều doanh nghiệp đó. Thì về cái kiểu thứ ba là kiểu đàm phán tự do thì nó cũng giống như cái kia thôi đấy, như em vừa nói đó, mình tự đàm phán với một doanh nghiệp đó theo hình thức nào và nó diễn ra như thế nào. Và đây là một số những cái thống kê dữ liệu podcast, thì mọi người có thể thấy là có một cái thống kê mọi người nên lưu ý đối với những ai mà đang chuẩn bị làm podcast, đó là những mà trung bình có 45% người nghe podcast có thu nhập hộ gia đình hàng năm lên đến hơn 250.000 đô la. Tất nhiên là ở đây là chỉ tính trên nước Mỹ thôi nhá, chứ không phải là ở Việt Nam. Thế nhưng mà đợt trước em có đọc được một bài báo, đó là khi mà mọi người, tức là họ có biết là cái tỷ lệ người nghe podcast và cái đối tượng nghe podcast là những cái người mà có thu nhập ổn định, có đời sống vật chất tốt và không phải suy nghĩ quá nhiều, thì nó sẽ dẫn đến một cái mà mọi người cũng nên lưu ý về đối tượng, đó là những người nghe podcast họ sẽ thường là những người như thế nào này. Ví dụ như bây giờ ở Việt Nam họ thì là Gen Z đúng không? Gen Z nghe rất là nhiều podcast, tại vì họ không phải lo nghĩ nhiều những cái vấn đề về cuộc sống, và cái chất lượng cuộc sống của họ bây giờ cũng tốt hơn rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ ông bà bố mẹ mà nghe podcast thì cũng rất là hiếm đó. Thì mọi người có thể, đây là một cái kết luận nó khá là sớm ở Việt Nam, thế nhưng mà mọi người cũng nên lưu ý để về sau mọi người có thể theo dõi và cập nhật được kịp thời. Ngoài ra thì ở đây cũng có rất nhiều những cái thống kê dữ liệu khác, nhưng mà vì thời gian nó không cho phép nên là em sẽ bỏ qua. Ở đây là về cái thể loại podcast của mình và cái độ tuổi khi mà nghe podcast, thì mọi người có thể thấy là cái thể loại cái show hài kịch ấy, nó luôn luôn, và cái show hài kịch và cái show tin tức ấy, nó luôn luôn ở trên top 1 và top 2. Có nghĩa là cái nhu cầu được nghe podcast để giải trí và cập nhật tin tức ấy, nó rất là lớn. Ở Việt Nam thì cũng đã có một show là show buồn cười của Uy Lê hay sao ấy, đã lên podcast rồi, nhưng mà không hiểu sao là hình như bây giờ nó đã tạm dừng rồi hay sao ấy, và nó không được có mặt ở trên những cái bảng xếp hạng nữa, và nó chỉ chạy trên YouTube thôi. Nhưng mà cá nhân em thấy là cái show comedy podcast, tức là cái kiểu hài hước ấy, thì đòi hỏi người host phải rất là đỉnh luôn ấy, đỉnh cho cái việc tạo ra cái tiếng cười một cách tự nhiên để người ta nghe thôi mà người ta cũng thấy buồn cười rồi, không cần nhìn thấy hình. Thì đây là một cái cực kỳ khó. Và cái thứ hai là ở nước ngoài thì cái tỷ lệ mà nghe tin tức thông qua podcast rất là lớn, đó là lý do vì sao mọi người thấy là có TED Radio đúng không ạ? TED Radio là một cái kênh podcast chuyên về news. Ngoài ra thì mọi người có thể thấy ở đây có những cái khác liên quan đến lịch sử văn hóa này, cũng là những cái mà người ta rất là quan tâm, hoặc là true crime này, là những cái podcast theo dạng kể chuyện, là kể về những cái vụ án, một vụ án nào đó, thuật lại những vụ án, những vụ giết người các thứ. Đây là một cái chủ đề rất là thu hút người nghe, đặc biệt là tại vì nó có tính tò mò mà, hơi tò mò cao mà. Và đây có phần tổng kết cho phần 2.4, đó là chúng ta có thể hoàn toàn kiếm tiền từ podcast, và chúng ta nên xây dựng một phần podcast như một phần trong hệ sinh thái của doanh nghiệp. Thì em tin chắc chắn với mọi người đó là không sớm thì muộn, cái podcast nó sẽ trở thành một phần trong hệ sinh thái của mọi người, à trong của doanh nghiệp thôi. Tại vì là nó cũng sẽ dần dần phát triển lên giống như YouTube. Chẳng qua là bây giờ nó thực sự nó mới bùng nổ vào năm 2020, chứ nó không có phải là bùng nổ từ trước đó như YouTube. Cho nên là cái thời gian nó sẽ phát triển nó sẽ chậm hơn. Mà chắc chắn là nếu như mọi người thực sự nghiêm túc, mà nếu như một doanh nghiệp mà có định hướng nghiêm túc với việc làm podcast thì nó sẽ rất là ra gì đấy mọi người ạ. Nó không thua gì gì YouTube đâu. Những cái kênh podcast mà mọi người đang nghe ở Việt Nam ấy, thì nó chỉ là những cái kênh, nó sẽ chỉ theo hướng cá nhân thôi, và cái nội dung của nó thực sự là đầu tư đến mấy đi chăng nữa thì nó không thể chuyên nghiệp được như những cái show ở nước ngoài. Một tuần họ có thể có đến tận 2-3 tập, hoặc là những cái show ở Việt Nam thì đa phần là những show chia sẻ tâm sự đấy. Cho nên là nghe podcast nó chỉ đơn thuần là giải trí thôi, nhưng mà nếu như mà để kiếm tiền mà
kết hợp với nhãn hàng thì ngồi lại với nhau và làm một cách chuẩn chỉnh thì nó cũng rất là ra vấn đề. Và phần cuối cùng đó là tại sao chúng ta nên làm podcast ngay lập tức và nên xây dựng một cái podcast. Đó là vì ở Việt Nam ấy, cái podcast nó vẫn đang mới, và nếu như chúng ta làm từ bây giờ thì chúng ta sẽ là những người tiên phong và chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Về giá trị chuyên môn thì chúng ta có thể, tức là cái podcast nó có thể phát triển và tạo ra nguồn thu nhập từ doanh số quảng cáo, hợp tác với các nhãn hàng, và nó tạo ra một cái thị trường tiềm năng để phát triển và không thua gì YouTube. Và quan trọng nhất là nó sẽ trở thành một phần trong hệ sinh thái của mỗi doanh nghiệp. Cái thứ hai đó là về cái giá trị tinh thần ấy, thì thật sự là khi mà làm podcast thì mọi người không biết mọi người nhau, nhưng mà đối với em thì nó tạo ra những cái giá trị tinh thần rất lớn về mặt bên trong. Có nghĩa là ở đây mọi người sẽ đều có ít nhất một cái thứ để mọi người quan tâm ngoài công việc. Ví dụ như mọi người thiền, tập yoga hay theo Phật, và làm một cái gì đó để mọi người tĩnh tâm qua lại về bên trong và phát triển bản thân. Chỉ đối với em nó không phải là những cái đấy, mà nó là podcast. Tại loại là khi mà em tìm được podcast thì nó giúp em ra được những cái thứ nó liên quan đến nội tại. Tức là mọi cái thứ của em nó sẽ quay về, tức là mọi những cái thứ nó sẽ quay về bên trong, nhận ra được những giá trị ở bên trong đó. Và những cái giá trị nó như thế nào thì chắc là sẽ chia sẻ với anh chị trong một những cái số tiếp theo. Tại vì bây giờ nó cũng khá là muộn rồi. Đến đây thì cái buổi chia sẻ của em xin phép được kết thúc. Và rất là hy vọng mọi người sau khi mà nghe được cái số podcast này sẽ có thêm động lực để làm podcast. Và em rất sẵn sàng để giúp đỡ mọi người trong quá trình mà mọi người xây dựng những cái podcast của mình. Đấy, và xin chào mọi người. Chúc mọi người có một buổi trưa vui vẻ. Xin chào.